Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Và hiện tại đây Thiên Định đang có mặt tại quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng, dự án Vinhome Ocean Park 2 GM2. Đây rất là đồ sộ luôn quý chị ạ. Tất cả đang được hoàn thiện thi công một cách tiến độ thần tốc. Đấy, phải nói là rất là đồ sộ nha. Quá kinh khủng. Một cái công trình nhân tạo nhưng mà nó phải mang tầm gọi là đẳng cấp quốc tế luôn luôn chị ạ. Nếu chúng ta mà vào bên trong cái tháp này là chúng ta phải nói là đằng dưới bên trong hệ thống tháp này là một giống như một cái tòa nhà nha mấy chị nhá. Và bên trong là hầm, đi xuống hầm, hệ thống tầng hầm. Nó quá là rộng và quá là mênh mông. Đây như một cái tòa nhà, nhưng mà ví dụ ở trên tòa nhà là nó có một cái tháp lên, còn đằng dưới là một cái hệ thống tầng hầm, một cái gọi là kiểu như trung tâm giải trí đấy. Bên trong đấy nó cực kỳ đồ sộ luôn. Bên ngoài này là mọi người đang thi công làm vỉa hè rồi làm cảnh quan tiện ích. Nếu chúng ta mà lên được trên này này mới đẹp này các chị này. Đứng trên này mà quay xuống với cực kỳ đẳng cấp này. Đây khu vực này Kinh Đô Ánh Sáng đây các chị nha. Hai cái trục ở giữa đây là những cái căn song lập này. Đấy, các cái dãy này Kinh Đô 6 này. Rất là đẹp. Đang trang trí, à đây là ốp đá luôn các chị ạ, ốp đá. Ở đây mấy trông mấy bác bảo vệ mấy bác này, nhưng mà trông sợ các bác ấy đuổi ra không cho quay. Đây, cái lối vào hầm đây các chị này. Lối vào hầm, đằng dưới một cái thông tầng hầm nó rộng mênh mông. Cái lượng công nhân nó cực kỳ khủng khiếp luôn. À, bên trong này sẽ là vòi phun nước nha chị nhá. Đây, bên trong sát đây sẽ là vòi phun nước. Đấy, kiểu như là có nước đấy, nước. Và chúng ta sẽ không đi lên được bằng những cái khu vực này, mà chúng ta chỉ có một lối lên đằng phía bên đầu bên kia thôi. Rộng mênh mông luôn. Phải nói là một cái công trình nhân tạo nó đẹp. Chủ đầu tư làm nên một cái công trình nhân tạo, một cái tòa tháp tại quảng trường như này, nó quá là đồ sộ luôn các chị. Đấy, chị nhìn nó quá là đồ sộ luôn.
Đây bức tượng, bức tượng sẽ được đặt lên trên đỉnh nha chị nha. Đây, cái lối vào, cái lối đi lên tháp là sẽ đi lên bằng lối này. Đấy. Mọi người đang hoàn thiện. Hiện tại thì kinh đô ánh sáng đang có rất căn, rất nhiều căn đẹp rồi nhá, kể cả những căn liền kề lẫn song lập. Đấy. Giá hiện tại đang cực kỳ hợp lý luôn. Nếu như chúng ta quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với thị trường. À đây có còn những cái lối, còn có những cái lối xuống hầm đây chị này. Đấy. Ngoài những lối ô tô thì ở quảng trường cũng sẽ có những lối như này. Và đằng phía dưới sẽ là một cái hệ thống. Không biết có xuống được không. Đây. Đồ giả. Có sẽ hai lối ô tô xuống hầm là lối bên này. Bên này một lối và bên kia một lối. Hai lối vào chính thôi chị nhá. Tiến định sẽ cập nhật liên tục về cái tiến độ tại quảng trường kinh đô ánh sáng cho anh chị xem. Hôm nay tí nữa thì định còn có khách hẹn xuống dưới đây đi xem cơ. Rất nhiều công nhân. À đây là một cái tảng đá luôn cô chị ạ. Đây không phải ốp nữa cô chị ạ, đây. Đây là đá đặc luôn nhá. Đá đá này là đá hoa cương, đá này là đá tím hoa cà. Đây. Tím hoa cà, cái này bình thường người ta nếu như là làm bếp ấy hoặc là làm tam cấp hoặc là làm ốp mặt ngoài thì người ta chỉ cắt tầm khoảng là một phân rưỡi đến 2 phân. Đấy là nó dày tầm khoảng như này để lập làm bàn bếp này. Đấy, tầm khoảng là phân 8 đến 2 phân, phân rưỡi, phân 8 đến 2 phân thì để người ta làm bàn bếp. Nhưng mà đây là làm cả một cái trụ to như này luôn, coi như một tảng lớn luôn, cắt ra luôn người chị nha. Đấy. Đây. Như này luôn. Quá khủng khiếp luôn chị ạ. À, Thiên Định trước là Thiên Định, tại vì Thiên Định học xây dựng cho nên là những cái này là Thiên Định biết. Đá có nhất rất nhiều loại đá tự nhiên. Đây là một cái loại đá mà người ta chuyên làm kiểu như là tam cấp bếp. Nhưng mà đá này cũng không phải là đắt nhau chị nhá. Đá tím hoa cà này bình thường nó cũng rẻ thôi, nó tính theo mét vuông mà tầm khoảng 2 phân độ dày 2 phân thì nó chỉ rơi tầm khoảng là mấy trăm nghìn. Mấy tầm khoảng nếu như nhập khối lượng lớn chắc chỉ tầm khoảng 150-200 một mét, có khi còn không đến đấy. Nhưng mà khi mà làm lên bàn bếp hoặc là làm lên tường này, ốp lên tường này thì người ta tính phải rơi tầm khoảng từ 500 đến 800 tùy từng thời gian. Có những năm trước thì rẻ hơn, bây giờ nó sẽ cao hơn. Đây. Ôi ông này ông bắt kem, ông chạy thẳng vào đây luôn này. Đấy. Đây là dãy kinh đô nha anh chị nhá. Kinh đô thì 4 tầng một tum shop house. Tất cả các căn tại phân khu kinh đô ánh sáng thì đều là shop house anh chị nhá. Đấy.
Đây bác này, bác đi bán kem. Dạ chào bác. Bác bán kem mà bác vào đây bán kem được luôn à? Kem đây, kem đây. Kem đặc biệt vô cùng hấp dẫn bà con ơi. Ở đây là chưa gì đã có những cái trụ sạc điện ở đây luôn rồi. Ok, nếu chúng ta quan tâm đến dòng những cái dòng sản phẩm biệt thự shop house đơn lập liền kề song lập tại dự án Vinhome Ocean Park 2 The Empire thì có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907 459 550 chị nha. Hoặc là nếu anh chị nào muốn review quay giới thiệu căn nào hoặc sản phẩm nào, giày nào, khu nào thì có thể comment dưới video cho Thiên Định, hoặc là có thể inbox qua Zalo số điện thoại 0907 459 550. Thế thì xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể chị trong những video tiếp theo nhé. Thế thì xin chào.